Viện Kinh doanh Crimson CBI là đối tác chính thức của Harvard Business Publishing Education tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang đến một chương trình đào tạo lãnh đạo thực chiến mini MBA với sứ mệnh mang lại thay đổi cả về chất và lượng trong tư duy kinh doanh của các nhà quản lý và lãnh đạo Việt Nam. Chương trình mini MBA mang đến phương pháp giảng dạy Case Method chuẩn Harvard, hệ thống đề cương chuẩn mực, tài liệu bản quyền được Việt hóa 100%. Đội ngũ giảng viên uy tín cùng với gần 30 khách mời là những nhà quản trị cấp cao từ các doanh nghiệp. Hãy đăng ký tư vấn với CBI để tìm hiểu thêm về chương trình mini MBA chuẩn Harvard đầu tiên tại Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả. Chủ đề mà tôi muốn bàn luận ngày hôm nay dành cho các chủ doanh nghiệp đó là làm thế nào để chúng ta giữ chân nhân tài trong một cái kỷ nguyên biến động như thế này. Tất cả các doanh nghiệp, cái nền kinh tế nói chung, chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi Covid. Và sau những cái đợt bùng dịch như thế này, thì rất nhiều công ty đã phải định hình lại hướng đi sắp tới. Và việc công việc cũng ảnh hưởng, nên là rất nhiều người lao động cũng đang có những cái bước chuyển mình và thay đổi về cái nhận thức về công việc cũng như là cái hướng đi sắp tới, về thay đổi ngành nghề cũng như là lựa chọn những cái nơi làm việc mới trong cái kỷ nguyên biến động như thế này. Vậy thì ở góc độ chủ doanh nghiệp, làm thế nào để chúng ta có thể giữ chân nhân tài trong lúc này? Làm thế nào để tạo động lực để nhân viên có thể gắn bó và đồng hành cùng với sự phát triển của công ty? Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được chào đón hai vị khách mời có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự. Xin được trân trọng giới thiệu chị Phạm Thị Mỹ Lệ, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Layer Associates, là công ty cung cấp giải pháp nguồn nhân lực dựa trên công nghệ, và chị Nguyễn Thị Minh Giang là Tổng Giám đốc của Mekong Capital, phụ trách về nhân tài và văn hóa của công ty. Xin chào hai chị ạ. Xin chào mọi người. Xin chào Quốc Khánh, xin chào chị Mỹ Lệ. Rất cảm ơn hai chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay từ xa. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của Viện Kinh doanh Crimson CBI, là đối tác chính thức của Harvard Business Publishing, và giới thiệu chương trình mini MBA thực chiến theo phương pháp Case Method chuẩn Harvard tại Việt Nam. Và cũng với tinh thần đó thì ngày hôm nay thì hy vọng là chúng ta sẽ bàn về một số case cụ thể liên quan đến việc giữ chân nhân tài trong kỷ nguyên biến động này. Thì có lẽ câu hỏi đầu tiên để chúng ta làm quen với nhau và để khán giả hiểu hơn về hai vị khách mời ngày hôm nay, thì xin được hỏi chỗ chị Giang là tình hình COVID vừa qua, trong thời gian vừa qua thì đã tác động đến tình hình nhân sự của Mekong Capital như thế nào? Cảm ơn Quốc Khánh, cảm ơn chương trình của Viện Kinh doanh Crimson đã mời Giang và chị Lệ để mà có cơ hội để kể những cái câu chuyện thật về nhân sự. Thì quay lại cái câu hỏi của Quốc Khánh thì thật ra là đây là một cái thời đại, một cái gọi là VUCA, cho nên là cái việc mà tác động rất là mạnh mẽ đến nhân sự, không những riêng cho Mekong Capital mà cho tất cả các nhân sự đang làm việc tại các công ty trong danh mục đầu tư của Mekong. Và cái việc đầu tiên mà bị tác động và ảnh hưởng đó là chính là cái tâm lý của cái người nhân sự. Họ cảm thấy rằng là liệu mà họ có an toàn và có được gọi là take care, được quan tâm chăm sóc vào cái thời điểm này hay không, và cũng như tác động đến cái trải nghiệm của người nhân viên khi mà hàng ngày, như Quốc Khánh cũng biết, là một trong những công ty trong danh mục đầu tư của Mekong, như là công ty vận tải nhất tính, thì hàng ngày những cái người tài xế đó giống y chang như là thời chiến, như là ngày hôm nay vừa lái xe tải và vừa phải tránh bom, vì hôm nay lái xe tải nhưng mà ngày mai có thể bị F0, bị quarantine rồi. Cho nên là giống như đúng là một lịch thời chiến đó, Quốc Khánh ạ. Vậy thì là cũng luôn ở trong trạng thái là công việc có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Còn ở phía chỗ chị Lệ thì sao? Công ty chị thì rất đông nhân viên, thì thời gian dịch vừa qua thì mình bị ảnh hưởng như thế nào? Xin chào Quốc Khánh, xin chào mọi người. Cảm ơn CBI để cho mình cơ hội để chia sẻ câu chuyện của mình. Với cái đợt dịch thứ tư này thì thực tế mà nói là L&A là một công ty chuyên về dịch vụ nhân lực, làm các giải pháp về nhân lực cho khách hàng. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng khá là nặng nề. Đối với cái nhóm các bạn làm ở văn phòng và quản lý dự án thì họ có thể làm việc từ xa, làm ở nhà, nhưng mà rất nhiều bạn thì phải làm 3T tại chỗ hoặc là 2 điểm một cung đường.
thì chúng tôi phải rất là căng mình để vừa đảm bảo sản xuất và vừa chống dịch. Dạ, cảm ơn chị Lệ. Được biết là Giang là Mekong Capital là quỹ đầu tư, nhưng không chỉ là đầu tư vào các doanh nghiệp ở góc độ là tài chính không, nhưng mà mình còn tham gia trực tiếp vào luôn cái việc tư vấn cho họ về cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng như là quản trị nhân sự. Và riêng Giang thì phụ trách cái khối là nhân tài và văn hóa, tức là rất liên quan rất là trực tiếp đến chuyện giữ chân người tài và nhân sự. Thì ở đây mình muốn hỏi là người ta nói là trong cái kỷ nguyên này và sau cái những cái đợt dịch bùng phát và ảnh hưởng tới vấn đề đi làm work from home, rồi ảnh hưởng tới nguồn doanh thu của công ty, rất nhiều thứ, thì người lao động họ đang có một cái sự thay đổi về nhận thức, là đôi khi họ nhận ra cái ý nghĩa của công việc của mình và có thể họ cảm thấy không muốn gắn bó tiếp với công ty này nữa, hoặc là họ muốn thay đổi công việc, hoặc là do cái công ty lúc này đang khó khăn thì không đủ sức để giữ chân nhân sự. Thì ở những cái công ty của Giang đang tư vấn và cả chính trải nghiệm của Giang ở Vicom Capital, thì theo Giang cái lý do, những cái lý do chính mà khiến người lao động hiện nay mà họ muốn thay đổi công việc là gì? Thì trả lời câu hỏi của Quốc Khánh thì Giang nghĩ là ở đây có hai cái gọi là có hai trường hợp nha. Một trường hợp là như Quốc Khánh nói rằng là sau một cái thời gian người ta họ gọi là sau một thời gian người ta làm việc và trong cái thời điểm người ta đang biến động và họ nhận ra cái ý nghĩa cái công việc người ta đang làm nó không họ không thấy được cái tương lai cũng giống như cái việc mà cái việc mà họ không thấy được bản thân họ trong cái tương lai của công ty thì có thể là người ta chọn người ta sẽ rời đi. Nhưng mà có một số còn một còn lại thì còn có một trường hợp khác là thay đổi công việc thì thật là Giang cũng không là rất là đáng buồn nhưng mà trong cái tình trạng mà gọi là cái tài khoản vật chất á, nó cũng đang bị hạn hẹp cũng như là nó đi xuống tới âm thì mình bắt buộc phải có những cái chính sách mà thật lòng là cái người lãnh đạo họ không muốn nhưng mà với một chính sách ngắn hạn đó là làm sao để mà có thể giữ được cái gọi là giữ được cho công ty mình sống sót qua cái cơn này thì có là những cái thay đổi về chính sách về lương về thưởng các kiểu thì có thể là nó ảnh hưởng và tác động đến cái đời sống của cái người nhân viên và họ chọn là họ phải ra đi thì cái chuyện đó là cái còn cái gọi là với cái trường hợp thứ hai là bởi vì là thật ra là ở các công ty Mekong Capital thì tụi Giang rất là hạn chế và thường như là hầu như chỉ tập trung vào nếu chỉ có gọi là giảm lương thì cũng giảm lương từ cái cấp lãnh đạo cao nhất rồi đi xuống trở xuống thôi chứ còn cấp ở dưới là hầu như là không có tác động gì đến. Còn ở cái trường hợp thứ hai á, thì ở trường hợp đầu tiên mà như là Khánh có đặt câu hỏi thì Giang nghĩ rằng là Giang lại có một cái góc nhìn là Giang nghĩ là nếu mà không những là trong cái hoàn cảnh này nhưng mà không sớm gì muộn thôi nếu như mà cái người nhân viên đó họ không thấy bản thân họ trong cái tương lai chung của công ty thì có thể là một cái thời điểm nào đó họ cũng sẽ chọn và rời đi. Cho nên cái việc của mình làm đó là không phải là trong thời điểm này làm sao mình giữ được họ mà mình nên làm sớm hơn từ cái lúc mà mình đã tuyển dụng mình tuyển những cái người mà họ họ thấy được họ gắn bó được cũng như họ thấy được cái tương lai của bản thân họ trong cái mục tiêu của công ty thì đó là cái cách thức mà Mekong hay là các công ty bên Giang là khi mà gọi là bắt đầu mình đầu tư một công ty thì đều bắt đầu từ một cái tầm nhìn rồi sau đó tuyển dụng những người mà họ thấy được bản thân họ trong cái tầm nhìn trong cái tương lai đó. Cảm ơn Giang, như vậy là không thể nào đổ thừa COVID được, mà COVID nó làm nó đẩy nhanh mọi thứ lên, và nếu mà họ không thấy được cái tương lai của mình với công ty thì sớm muộn gì họ cũng sẽ rời bỏ. Rồi mình sẽ quay trở lại với Giang một chút xíu về cái điểm này, thì xin được hỏi ý kiến chỗ chị Lệ. Công ty chị Lệ là Lê Associates, là công ty cung ứng giải pháp nguồn nhân lực cho rất nhiều công ty khác. Thì chắc chị có một cái bức tranh chung về đánh giá về các những cái vấn đề mà các công ty tại Việt Nam đang gặp phải liên quan tới nguồn nhân lực, đặc biệt trong thời điểm này, thì chị quan sát góc độ của chị như thế nào về những vấn đề họ gặp phải trong việc là giữ chân nhân viên ở thời điểm này chẳng hạn? À, theo mình thấy thì chia cái lực lượng lao động ra làm ba nhóm nhìn trên thị trường nhìn chung là như thế. Nhóm thứ nhất là những người lao động mà họ làm việc theo hợp đồng ngắn hạn hoặc thời vụ thì mùa này họ sẽ bị mất việc là cái top đầu tiên mất việc. Và đương nhiên là cái cách mà các công ty họ ứng xử như thế nào khi buộc phải cho những người lao động này thôi việc và nghỉ việc đó là một câu chuyện cũng rất là đáng bàn nhưng mà hôm nay thì chúng ta không có đủ thời gian để bàn đi sâu vào những vấn đề kỹ thuật như thế thì cho nên mình sẽ bỏ qua cái phần đấy
Hai cái tốt còn lại là một nhóm mà người ta sẽ gắn bó và cố gắng nỗ lực hết sức, dù thời gian này công ty đang rất là khó khăn, họ đồng cam cộng khổ, họ chia sẻ, dù là cái tiền lương của họ có thể bị hao mòn đi một khoản nào đấy, thì đó là cái nhóm mà các công ty đã và đang giữ được rồi. Thì cái nhóm cuối cùng mà gọi là cái nhóm họ rời đi khỏi các công ty, mặc dù là công ty cố giữ chân, thì mình thấy giống như Giang vậy đó, thường thì họ rời đi có thể là có lý do là vì họ không thấy là có thể học hỏi được nữa ở công ty, họ không có một con đường thăng tiến tiếp tốt, hoặc là họ có thể thấy công ty đang lao đao trong mùa dịch này quá. Và cũng có thể bởi vì họ có nhiều cơ hội bên ngoài với những cái offer tốt hơn, mặc dù cái mùa này nó cũng khó để mà các công ty có thể tăng người và tuyển dụng, nhưng mà một số cái ngành thì họ vẫn tiếp tục tăng trưởng. Cảm ơn chị Lệ. Xin được quay trở lại Giang một chút. Nãy thì Giang có nói là cái việc là người lao động thì không có thấy được cái mình ở trong cái tương lai của công ty. Thì ở đây một cái theo kinh nghiệm của Giang thì cái văn hóa công ty hoặc là cái cách mà chủ doanh nghiệp sẽ phải tạo dựng cái môi trường như thế nào để giải quyết cái bài toán này, tức là khiến cho nhân viên cảm thấy là mình là một cái phần trong tương lai của công ty. Và trong lúc này nè, lúc khó khăn như thế này nè, thì cái cách mà chủ doanh nghiệp họ họ trấn an hoặc là họ động viên nhân viên như thế nào trong cái lúc mà công ty đang gặp khó khăn do dịch bệnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh trong cái lúc ngắn hạn như thế này, mà có thể là người nhân viên họ muốn nghỉ việc khi họ thấy tình hình khó khăn quá. Nhưng mà ở cái góc độ người lãnh đạo thì động viên anh em như thế nào? Nếu như mà trong cái thời đại bình thường, khi mà chúng ta nói về câu chuyện văn hóa doanh nghiệp, rất là nhiều người sẽ liên tưởng đến cái chuyện gọi là văn hóa doanh nghiệp, như là văn thể mỹ, là múa ca, đờn ca, tài tử, rồi sân khấu, rồi các kiểu. Hoạt động Dạ đội nhóm đúng không? Đúng rồi, vui hoạt động đội chơi. nhóm, rồi vui chơi, rồi team building. Nhưng thật ra trong cái thời đại Covid này, đối với Giang nó là một cái gọi là phép thử, một phép thử hoàn hảo cho văn hóa doanh nghiệp. Giang đã chứng kiến rất nhiều doanh nghiệp cái thời đại bình thường á, thì hầu như là tất cả các nhân viên đồ hô hào đồ khẩu hiệu đồ văn hóa doanh nghiệp, rồi core value, rồi giá trị cốt lõi các kiểu, ghê gớm lắm. Nhưng cái lúc mà thời đại Covid xảy ra cũng giảm lương y chang giống như các doanh nghiệp khác, nhưng mà có thể là giảm lương ít thôi, nhưng mà có thể là cũng bây giờ trong thời đại này nói thật ra là công ty nào cũng có cái phương án để mà mình có thể làm sao mà mình bảo vệ cái dòng tiền, cái nguồn tiền của mình. Thì họ lại gọi là nộp đơn xin nghỉ, rồi thậm chí là bêu ríu, thậm chí rằng là họ không đồng ý, rồi kiện tụng, rồi các kiểu. Nhưng một trong những cái doanh nghiệp mà ở Mekong Crypto đầu tư mà Giang muốn nhắc tới, đó là cái Giang nói ví dụ thôi, đó là công ty về Nhất Tính Logistics, các bạn tài xế. Và trong cái mùa dịch này, hỏi các bạn bị cắt lương không? Bị chứ, bị cắt lương. Nhưng cái việc mà người ta họ nghĩ rằng, họ thấy được cái việc là tôi tin rằng cái chuyện cắt lương đây là cái chuyện ngắn hạn. Và nếu như mà tôi tiếp tục tôi gắn bó với công ty này, tôi tin vào cái ông lãnh đạo này, tôi tin vào cái tầm nhìn của công ty này, chắc chắn sau cái đợt này thì chúng tôi có thể gọi là khi mà chúng tôi vượt qua được thì chắc chắn là chúng tôi sẽ gọi là đạt được những cái thứ mà nó cao cả hơn. Và bản thân như là bên Nhất Tính thì ngay từ đầu tháng 7 là tất cả một trong những cái mục tiêu mà xoay quanh cái chuyện gọi là bên cạnh cái việc làm sao để duy trì cái kinh doanh, thì mình cũng tập trung vào cái chuyện trải nghiệm nhân viên, gọi là employee experience. Và trong cái thời điểm này thì toàn bộ lãnh đạo và ngay cả anh chairman là anh Cát á, cũng ngồi và nhận định lại là vậy thì bây giờ cái trải nghiệm nhân viên hiện tại giờ chúng ta cần phải đem đến là gì, là đầu tiên đó là cái trải nghiệm an toàn. Họ họ phải được cảm thấy an toàn. An toàn đây về mặt gọi là vật lý, là họ được vaccine, họ được trang, họ được cái người 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 họ gọi là họ được người lãnh đạo người ta chuẩn bị sẵn những cái phương án về thuốc men rồi các kiểu, đó là an toàn. Và an toàn ngay cả trong cái vấn đề về tâm lý, là họ thấy được rằng là cái chuyện tôi bị cắt lương như thế này nó chỉ là ngắn hạn thôi, còn sau đó thì chắc chắn là công ty họ sẽ có cách thức mà để mà đền bù lại. Và cái trải nghiệm thứ hai đó là Giang thấy là tập trung vào cái chuyện gọi là tập trung vào đem lại cái trải nghiệm gọi là trải nghiệm gắn kết. Giang nói thật nhé, dân người Việt Nam mình có một cái gọi là có một cái sức mạnh rất là lớn, mà đó là mà tập thể hay là các tập đoàn hay các công ty Việt Nam mà xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, cái đó thành công đó nha, là sẽ trở thành một cái vũ khí là bất bại. Là Các gì? nếu Khánh và chị Lệ có thể thấy là người Việt Nam mình đó,
hồi xưa đánh thắng Mỹ, Pháp đâu có phải là bởi vì mình có cái gọi là technology, kỹ thuật rồi hơn họ đâu. Không, Đúng cái này rồi. mình nói thật. Cái Ừ. người Việt Nam mình họ về cái tính cộng đồng, cái tính gắn kết nó rất là cao và dường như là có sẵn. Cho nên khi chúng cũng mình gọi là mình tận dụng cái chuyện đó để khi mà mình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, để mình xây dựng cái tính tự hào về công ty, cái tính mà trong cái thời điểm khó khăn và dồn vào chân tường như thế này chúng ta sẽ cùng gắn bó và đoàn kết và làm giống như là làm tất cả để mọi thứ để mà chiến đấu và vượt qua. Thì một trong cái giá trị cốt lõi của cái người Nhất Tính đó là chiến đấu mà. Thì đấy, thì Giang Giang nghĩ rằng là, và cái đó chính là gọi là cái một trong những cái trải nghiệm của người nhân viên, đó là cái trải nghiệm về gắn kết, là sense of connectedness. Là khi đi làm người ta chỉ có cần có ba trải nghiệm. Trải nghiệm đầu tiên tiên đó là cái trải nghiệm mà giống như Giang vừa mới nói, là họ trải nghiệm họ được tin cậy, họ được tin tưởng, họ được gọi là họ cảm thấy an toàn, họ không có sợ là khi tôi nói ra hay là tôi sẽ bị phê phán hay là bị trù dập. Và cái thứ hai mà Giang nghĩ là cái đội Nhất Tính cũng như tất cả các công ty Mekong Capital, khi mà Giang nhìn qua hàng loạt các công ty trong cái thời đại vừa rồi, thì những cái công ty mà họ tập trung vào cái chuyện họ đem lại cái trải nghiệm gắn kết, nghĩa là trải nghiệm mà giống như là gia đình mà chiến đấu được chung với nhau rồi đó. Ui cha ơi, Giang nói thật là thấy hừng hực, mà thậm chí là mọi người ở bên Nhất Tính nha, mấy anh là thậm anh mấy anh tài xế là Khánh biết là nhắn tin cho anh Cát để mà nói là thấy tình hình công ty khó khăn quá, em xin đề nghị là tháng này em không nhận lương đâu nha anh. Thì vậy thì cái khác nhau ở đây là cái gì? Chính là cái văn hóa, chứ không phải là cái khác nhau về cái việc là mình trả tiền lương, hay là khác nhau về cái cách thức mình giải quyết, nhưng mà khác nhau về cái văn hóa và khác nhau về cái gọi là cái người lãnh đạo đó họ đã chọn đem lại cái trải nghiệm gì cho cái người nhân viên của mình. Thì đó là Giang thấy là đúng là văn hóa doanh nghiệp nó là một cái gọi là Covid là một cái phép thử cho văn hóa doanh nghiệp, cũng giống như là trong cái thời điểm mà Covid này mình mới thấy rõ ràng là như là một cái Covid như là một cơn bão mà đi ngang qua, mà nhà nào mà có cái trụ có cái móng mà nó chắc đó chính là văn hóa, hay là cái cách thức mọi người gắn kết với nhau á, thì nó còn trụ lại được. Và người ta trụ lại là vì cái gì? Người ta gắn kết với nhau vì cái gì? Vì mục tiêu chung hay là vì cái gì? Cảm ơn Giang. Chị Lệ nghĩ sao về nhận định của Giang vừa rồi cũng như là cái cách mà doanh nghiệp Việt Nam xây dựng văn hóa gắn kết đặc khi mà gặp bão COVID qua rồi thì cái văn hóa gắn kết đó là chính là cái thứ giúp họ có thể trụ lại. Thì những cái công ty chị tư vấn thì từ trước đến nay thì chị nhận thấy là cái đâu là vấn đề của họ khi xây dựng văn hóa. À, mình đồng ý với Giang về cái chất keo kép dính trong doanh nghiệp là văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là cái động cơ để mà từng nhân viên họ có những cái nỗ lực đi tới một cái bước 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 gọi là sức rướn, có sức rướn khi có khó khăn, là họ tùy theo cái việc họ có gắn kết với doanh nghiệp, họ có vì màu cờ sắc áo của doanh nghiệp hay không. Và thực ra mà nói, văn hóa doanh nghiệp là cái rất quan trọng, nó quyết định rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà mình phải quay trở lại cái gốc gác của nó là từ đâu, đó là từ cái người mà lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp, cái người sáng lập ra doanh nghiệp có thực sự là phát biểu nó và xây dựng nó một cách hữu hình hơn hay không. Ai cũng hiểu rằng văn hóa doanh nghiệp là nó như mây như khói, nhưng mà làm sao để chúng ta có thể đóng bánh nó lại, hữu hình hóa nó, làm cho mọi người từ cái cấp cao nhất là ông CEO tới cái người nhân viên mà cấp thấp nhất trong doanh nghiệp có thể hiểu được nó, có thể hành xử và làm việc được với nhau theo cùng một cái dụ đồng thuận, thì đó là mới chính là cái sự thành công nhất của văn hóa doanh nghiệp. Cảm ơn chị. Đúng như chị Lệ với Giang vừa nói thì văn hóa doanh nghiệp là một cái gì đó mình xây dựng cả một quá trình lâu dài để định hình cái bản sắc của doanh nghiệp chứ không chỉ là một sớm một chiều, và cũng không cũng khó là khi mà COVID ập đến, cơn bão ập đến như vậy thì mới bắt đầu luống cuống lên xây dựng văn hóa thì không kịp. Thì đã vậy trong lúc này thì chủ doanh nghiệp lại đang phải đương đầu với là những cái khó khăn về kinh doanh nữa. Nên là rất là khó với những công ty mà khi cái nền văn hóa nó chưa được vững chắc thì lúc này sẽ nảy sinh những cái đổ vỡ về mối quan hệ giữa công ty và nhân viên. Ở quan điểm của Giang và chị Lệ thì liệu có một cách tạm gọi là giống như chữa cháy không? Tức là phản ứng nhanh trong cái lúc COVID như thế này nè, để mà giữ chân nhân viên khi mà từ trước đến nay có thể là văn hóa mình chưa xây dựng được một cách chỉnh chu. Nhưng mà lúc như thế này thì người lãnh đạo nên phản ứng như thế nào? Bởi vì nãy giờ mọi người nói thì đúng là ai cũng biết là phải xây dựng một văn hóa vững mạnh và gắn kết. Nhưng thực tế thì không phải chủ doanh nghiệp nào cũng làm được điều đó.
Vậy thì đụng chuyện rồi, bây giờ gặp khó khăn rồi, thì phải phản ứng trong lúc này để mà cố gắng vượt qua cái bão này, để giữ chân nhân viên, để mà cố gắng có quân, để mà sau khi quay trở lại bình thường thì mình còn có quân để mình đánh đánh trận tiếp. Nhưng lúc này mất quân thì rất là khó. Thì có cái cách phản ứng nào theo kiểu là gọi là ứng phó theo cái kiểu cấp bách như thế này không? Quay lại cái câu, cái lời chia sẻ của Quốc Khánh đó, thì nghe có vẻ như là cái văn hóa doanh nghiệp đó nó cần phải có thời gian để mà xây dựng. Giang hoàn toàn đồng ý. Đó là gọi là nó phải cần có thời gian. Tuy nhiên nếu mà nói đúng hơn thì văn hóa doanh nghiệp chính là cái cách thức mà mình hành động, những cái hành vi mà mọi người làm việc chung với nhau và đưa ra quyết định. Nó nói đơn giản như vậy thôi. Thì trong cái thời điểm mà VUCA như thế này, hay trong cái thời điểm mà COVID, nếu mà gọi là cái văn hóa chữa cháy á, văn hóa chữa cháy là văn hóa gì đây đó, thì Giang nghĩ rằng là cái mục tiêu của trong cái thời đại COVID này của tất cả các doanh nghiệp là gì? Là phải sống. Bây giờ anh làm cái gì đi chăng nữa, bây giờ anh phải sống. Anh phải sống qua được cái mùa COVID này đã. Anh có muốn trở thành leading này, top number one kia, thì anh phải sống đã. Thì bây giờ để mà sống với cái mục tiêu là để mà mình sống và mình đưa cái doanh nghiệp mình sống, thì cái hành động và cái cách thức mà mình sẽ phối hợp làm việc với nhau như thế nào, thì cái chuyện đấy nó không cần, gian không nghĩ là nó cần phải tới 2 năm, 3 năm, hoặc là thậm chí 1 tuần, 2 tuần. Bây giờ để mà sống thì Giang nghĩ là mình phải bây giờ luôn rồi. Bây giờ làm sao để mà mình có thể cách thức mọi người phối hợp với nhau như thế nào và nhanh nhất, và để giúp cho mình sống. Và khi Giang nhìn lại thì các cái doanh nghiệp mà nó sống được á, như một trong những công ty mà doanh nghiệp mà bên Giang đầu tư là Pizza4P. Chắc Giang cũng có chia sẻ nhiều, mọi người cũng biết. Pizza4P trước dịch, bản thân họ là khi mà mình muốn đi ăn là mình phải đặt bàn, họ lo gì về cái chuyện là online. Và họ chưa bao giờ họ nghĩ rằng là cái chuyện là phải sống. Nhưng mà bây giờ nếu như mà dịch mà đợt vừa rồi COVID-19 thì Khánh và chị Lệ có biết là thậm chí là thực phẩm mà còn không được delivery, còn không được vận chuyển, nhà hàng cũng không được đem đi. Vậy thì bây giờ làm sao? Thì bắt buộc họ phải cái văn hóa mới mà người ta phải thêm vào đây trong cái lúc mà để cho nó sống như thế này. Đó là cái văn hóa, là cái cách thức gọi là phải linh hoạt. Rồi bây giờ mình không delivery được thì mình làm cái gì? Vậy thì bây giờ mình làm sao? Mình R&D, mình nghiên cứu ra một cái sản phẩm mà nó đông lạnh. Rồi đông lạnh xong rồi mình mới phát hiện ra là đông lạnh thì là thì nó phải có cái công thức mới và cái cách thức mà vận chuyển mới, mà bản thân Pizza4P có bao giờ đi làm vận chuyển đâu. Thì lúc đó họ đòi hỏi là họ phải linh hoạt, gọi là adaptability, hay là gọi đó hồi xưa mình là IQ, EQ, thì bây giờ là AQ, là adaptability, là thích nghi. Bây giờ có giờ order từ xa được, online được đâu, bây giờ bắt buộc phải có hả? Bây giờ phải có thôi, mà thậm chí là lúc đó mấy ông ngày chứ trước 2 ngày không có chỗ nha. Nói làm thèm quá. Nhưng mà bản thân là ban lãnh đạo của Pizza4P họ phải thay đổi và họ phải thích nghi lại với cái hoàn cảnh này. Bây giờ nếu như bây giờ không có đưa được thì bây giờ mình phải R&D, mình làm sao để mình đưa ra cái thực phẩm đông lạnh. Rồi bây giờ thực phẩm đông lạnh thì bây giờ phải vận chuyển như thế nào nhỉ? Nó luôn liên tục đòi hỏi mình phải thích nghi để mà làm sao cho mình phải sống. Thì nếu như mà Giang có một cái gọi là có một cái chia sẻ trong cái thời đại này mà gọi là văn hóa chữa cháy á, thì Giang nói thật là Giang có một cái lời mời, nó chỉ là một cái lời mời cho các doanh nghiệp là hãy cởi mở để mà mình có thể thích nghi nhanh nhất có thể. Chứ còn nếu như mình không thích nghi về mặt tư duy và mình hành động nhanh thì thật ra là chắc không sống nổi qua cái thời đại này. Nếu mà ngày hôm nay là giống như buổi sáng đang Pizza4P hay tất cả các chuỗi nhà hàng bên Giang là đều đã đầy đủ chuẩn bị hết sẵn sàng để bán, bảo chiều nay đóng cửa không bán nữa thì làm sao? Thì mình phải thích nghi thôi, và thích nghi phải rất là nhanh. Cho nên Giang rất là tâm huyết có một cái câu là hồi xưa mình tuyển người thì mình IQ, EQ, bây giờ là AQ, là adaptability. AQ trong thời buổi của COVID là phải AQ. Chị Lệ nghĩ sao về thích nghi này với những cái doanh nghiệp mà chị tư vấn? Mình thấy thực ra văn hóa doanh nghiệp á, là nó nằm sẵn ở đó, doanh nghiệp nào cũng có. Vấn đề là nó có hội tụ và đồng thuận và được khắc điêu khắc rõ nét hay không. Chứ cái ông chủ doanh nghiệp nào set up cái công ty làm ra là cũng có cái văn hóa của nó đó rồi. Thì ở đây là mình đang nói rằng là có những cái đơn vị họ đã đầu tư lâu dài và đã làm cho cái văn hóa rất là đậm nét.
trong cái cách suy nghĩ và hành động của từng con người của công ty. Nhưng mà cái bài toán mà Quốc Khánh đặt ra đó là nếu như chưa kịp làm mà bây giờ Covid nó tới rồi, giờ làm sao mà vừa chạy vừa xếp hàng, thì mình thấy đó cái văn hóa có thể nó vẫn còn có thời gian để xây, nhưng ngay lập tức với Covid thì mọi thứ giống như Giang nói thay đổi rất là nhanh và chúng ta sẽ phải phản ứng với nó rất là linh hoạt. Thì mình nghĩ là các chủ doanh nghiệp và các lãnh đạo doanh nghiệp không có cách gì hơn là phải tăng cường sự tin tưởng vào nhân viên của mình, trao quyền cho họ để họ có thể tự ứng xử. Tại vì không thể nào chờ mọi thứ, chờ chờ vào cái người đứng đầu để ra quyết định hết mọi thứ được. Đấy, cho nên là cách mà các doanh nghiệp bây giờ phải sống sót là phải rất là linh hoạt, phải ứng biến, phải trao quyền. Công ty mình thì may mắn là mình đã trao quyền mọi người gần như là tuyệt đối. Các cái bàn giám đốc của các BU là họ quản lý và họ ra quyết định. Còn mình thì mình đưa ra đường đường lối, đường hướng và tạo điều kiện cho họ, và mình quản lý họ bằng cái KPI là về doanh thu và lợi nhuận. Thành ra họ có toàn quyền rất là nhiều, và vì cái cách như vậy thì mình cũng có cái chiến lược là để phát triển cái nguồn nhân lực, từng cấp độ bên dưới họ cũng tự chủ động hơn. Thành ra may mắn là cái câu chuyện đó nó giúp cho mình linh hoạt ứng biến hơn rất là nhiều, dù là cái mô hình của mình chạy theo khách hàng và theo dự án mà nó rất là phức tạp, 10.000 người mà rải từ Bắc chí Nam, từ Mũi, từ Móng Cái tới Phú Quốc luôn, chứ không phải tới Cà Mau đâu, ai chỗ nào cũng có người. Rồi có những chỗ thì họ mấy trăm người, có một chỗ thì một người thôi. Thì tất cả những cái chuyện đó là nếu mà không có được một cái sự phân tán quyền lực thì có lẽ là chúng tôi đã không qua khỏi con trăng này. Xin được tiếp nối cái ý của Giang và cả chị Lệ về cái chỗ thích nghi và adapt và thích nghi và linh hoạt thay đổi. Thì ở đây cũng có cái ý là đúng đúng là rất nhiều chủ doanh nghiệp, doanh nhân mà đánh hơi thấy những cái cơ hội mới và phải tranh thủ phải lèo lái liền để còn sống chứ đúng không? Và nhiều khi là chuyển hướng cái con tàu của mình luôn. Nhưng mà khi mà chuyển hướng như vậy thì một số coi như là chiến binh của mình thấy rằng là trước nay em đi theo anh là bởi vì đây là cái hướng này mình đi, đây là cái trước nay chứ giờ chúng ta làm. Bây giờ anh chuyển hướng, bây giờ công ty lại đi một cái hướng khác thì tự nhiên cảm thấy không có muốn gắn bó nữa. Đó, thì ở đây là khi thích nghi, khi linh hoạt thì lại nảy sinh ra một cái tình huống rằng là bây giờ thì những cẩn thận của mình lại có vẻ như đây là không phải là hướng họ muốn theo đuổi. Cái hướng cũ của mình mặc dù đang khó khăn nhưng vẫn là cái hướng họ họ gắn bó với mình từ trước đến nay. Còn bây giờ cái hướng mới như vậy thì họ lại cảm thấy đây không phải là cái hướng mà tôi sẽ muốn gắn bó công ty. Thì trường hợp này thì sẽ như thế nào theo quan điểm của Giang và chị Lệ? Giang thì nghĩ là mình hoàn toàn thích nghi và thay đổi, mà thậm chí còn thay đổi nhanh nữa cơ, trong cái hành động và trong cái đường dẫn để mà mình đạt được cái mục tiêu. Mục tiêu thì nên hạn chế thay đổi nhanh quá. Tại vì nếu mà mục tiêu mà thay đổi nhanh quá thì đúng là giống như là Khánh vừa mới nói, là ngày hôm nay hoặc là bao nhiêu năm nay tôi giống như mình toàn bộ công ty đều đang hừng hực đi tiến về một cái đích đến chung, đó là cùng nhau đi ra Hà Nội chẳng hạn. Rồi xong tự nhiên tất cả mọi người đang hành động để mà đi ra đến Hà Nội thì ngay lập tức bẻ lái bảo không, bây giờ mình đi về Hồ Chí Minh. Thế nghĩa là cái mục Đảo tiêu mà nó thay đảo mà rồi, gặp đảo COVID nhanh mà quá, đổi hướng đổi hướng liền. Thì Giang nghĩ là mục tiêu thì có thể là giữ nguyên, tuy nhiên là cái hành động mà để mà mình đạt được cái mục tiêu đó thì mình có thể thay đổi và linh hoạt. Tại vì nó có rất là nhiều đường để mà đi đến Hà Nội, chứ không không riêng gì mà chỉ có một đường là đường tàu lửa hay là đường máy bay, mà nó có thể đường bộ, đường Trường Sơn, rất nhiều đường. Thì cái đó là cái đòi hỏi mà mình sẽ phải linh hoạt trong cái hành động của mình. Còn cái mục tiêu thì mình có thể giữ nguyên. Và quay lại cái câu hỏi của Quốc Khánh, thì vậy thì sẽ có những người họ họ chọn nha. Họ chọn là họ họ chấp nhận và họ với cái sự thay đổi đó, và họ sẽ tiếp tục họ gắn bó với công ty. Còn có một số cái gọi là có một số các nhân viên khác, người ta thấy rằng là với cái việc thay đổi này tôi không thấy phù hợp với tôi nữa. Thì Giang cũng nói một cái câu mà có thể là mọi người không thích nghe lắm, nhưng mà đó cuối cùng là một sự lựa chọn, là không đúng không sai. Nhưng nếu như mà cái người nhân viên đó, đương nhiên là với cái người vai trò là cái người lãnh đạo, khi mà mình có một cái sự thay đổi thì đòi hỏi mình phải truyền thông, mình phải giao tiếp, mình phải nói rõ và mình lôi cuốn đội ngũ của mình. Tại vì dù có cái mục tiêu như thế nào thì cũng cần một cái đội ngũ để mà hiện thực hóa, thay vì một đến hai, gọi là một hai vài cá nhân. Nhưng sau khi mà mình đã
chia sẻ cũng như là mình đã cho nhân viên của mình cái cơ hội để người ta họ thấy rõ cái bức tranh là họ là ai và họ khi mà mình đến cái mục tiêu đó họ được cái gì. Và nếu như mà cuối ngày rồi mà họ vẫn chọn rằng là ồ tôi xin lỗi nhưng mà cho dù là tôi đã thấy rõ rồi mà tôi vẫn không thấy, tôi không thích hoặc là tôi không chọn cái con đường này, thì Giang Giang đành Giang nghĩ rằng là đành phải chấp nhận để mà họ xuống tàu ở một cái để mình tiếp tục, để mình đi đến một cái gọi là đi đến một cái ga khác và mình đón cái người phù hợp hơn, đón cái người mà người ta họ thấy là người ta họ họ họ, họ chọn và họ họ chọn và họ thấy bản thân họ trong cái mục tiêu chung đó. Nhưng mà đương nhiên Giang nói đó là trước khi mà cho đến cái sự lựa chọn đó thì cái người lãnh đạo mình đã làm, liệu mình đã làm hết sức chưa trong cái việc mà mình chia sẻ, mình giao tiếp, mình truyền thông cũng giống như mình cho họ thấy rằng họ là ai và họ đóng góp gì trong cái bức tranh đó hay chưa. Giang tin là vẫn nhiều nhiều người lãnh đạo mặc dù rất thay đổi mục tiêu rất nhanh nhưng mà lại cái việc mà để mà dành thời gian cũng như là để chia sẻ cũng như để làm rõ cái điều đó thì Giang thấy rất là ít. À, trong trong cái kinh nghiệm của Giang, Giang thấy nếu như một cái người lãnh đạo mà người ta họ họ đã dành thời gian để họ chia sẻ cũng như tâm huyết và để mà người ta làm rõ từng cái đội ngũ nhân viên họ là ai, họ được gì và tại sao tôi lại cần anh, tôi lại cần đồng đội này trên cái con tàu này để mà cùng đi đến đích, thì hầu như là mọi người nhân viên là đều chọn và đều đồng lòng và đi chung. À, cái từ người Việt Nam có câu rất hay là từ đồng lòng. Đồng đồng lòng và cả động lòng nữa, cởi mở ra, cởi mở chia sẻ ra hết hết sức có thể về những cái tình huống, những cái vấn đề của công ty để mà nhân viên hiểu mình. Chị lại nghĩ sao về về cái tình huống này? Nói cái câu rất là rõ là employees leave managers, not company. Tức là nhân viên bỏ sếp mà đi chứ không bỏ công ty. Đấy thì chủ trương của mình từ trước giờ đi làm là luôn luôn là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Và nếu một người nhân viên mà họ đã gắn bó với mình, họ đã đồng cam cộng khổ mà bây giờ bảo là tôi khổ quá, công ty khổ quá mà anh không ở lại, thì rõ ràng á là cái mối quan hệ này có something wrong, có cái gì đó sai sai rồi. Hoặc là trước giờ mình ngộ nhận. À, còn nếu chúng ta lại không ngộ nhận mà người đó quả thực là công thần và là thân cận, thì trong lúc khó khăn như vậy lại sao bỏ chúng ta mà đi? Nếu như nhìn về cái chuyện còn lại là nên thuyết phục người đó ở lại hay là để người ta đi, thì thành thực là phải nhìn vào cái trận địa mới mà chúng ta đang có. Nếu như đây là một cái trận mà cái người đấy thực sự là có năng lực, có máu lửa và quyết tâm cao độ để cùng đi thì mình sẽ phải tìm mọi cách để giữ. Còn nếu như người ta không hứng thú với nó thì cái đó là tôi nghĩ là cái đầu tiên mà phải gọi là quyết định để mà chia tay nhau. Cảm ơn chị Lệ. Giang nghĩ sao về về lúc nãy lúc mà trước khi bắt đầu vào cái cuộc thu hình này thì Giang có chia sẻ là một cái người nhân viên, một cái người lao động, một cái đồng đội mà cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy có một cái sự happiness trong công ty, nhân viên cảm thấy hạnh phúc thì họ sẽ gắn bó với công ty lâu dài hơn. Thì cái này thì đúng là cái câu này mình nghe cũng nhiều rồi, tức là nó hơi cliché một tí, tức là nhân viên hạnh phúc thì mới gắn bó với công ty, nhưng mà thực tế làm thế nào để nhân viên cảm thấy hạnh phúc mới là vấn đề. Và không, đôi khi có những điều nghe thì đấy, ai cũng biết hết, cũng là những thứ cơ bản của lãnh đạo là anh làm sao để nhân viên của anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng thực tế thì không phải lãnh đạo nào cũng làm được. Thì ở đây muốn hỏi cái trải nghiệm hết sức thực tế ở ở Mekong Capital và có thể là ở những cái công ty mà Giang đầu tư vào, rất nhiều các công ty tư nhân đầu tư vào, thì cái sự quan sát của Giang về cái chuyện mà lãnh đạo tạo ra cái sự hạnh phúc cho nhân viên trong thời gian vừa qua, qua những cái quan sát của Giang là như thế nào? Cụ thể họ sẽ phải làm gì đây? Rồi câu hỏi của Khánh, Giang sẽ chia sẻ một cái hôm nay là mình đang nói là những câu chuyện thật mà. Thì Đúng ở rồi. Mekong Capital thì ở một trong những cái cách thức, một trong những cái đường dẫn mà đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Mekong Capital xác định là một trong những cái đường dẫn để giúp mình đạt được cái tầm nhìn năm 2025, đó là làm sao mình tạo ra cái giá trị cho cái người nhân viên của mình đi làm. Và hàng quý là Mekong Capital tụi Giang đều có đo lường một câu hỏi thôi, đo lường câu hỏi là bạn có thấy được viên mãn, ví dụ bạn có thấy fulfill phiêu, bạn có trải nghiệm cái fulfill phiêu viên mãn khi mà bạn làm việc tới Mekong qua cái cách thức là bạn thấy rằng là những cái mục tiêu cũng như là những cái mục đích cá nhân của bạn nó được fulfill, nó được hiện thực hóa ở tại Mekong hay không.
Vậy thì tại sao lại là một cái quỹ đầu tư và để mà đạt được tầm nhìn mình lại chọn ra một trong những cái đường dẫn mà mình đo lường hàng quý như vậy? Thì mình thấy rất là rõ rằng là cái việc mà cái người nhân viên mà khi người ta họ đi làm và họ họ trải nghiệm giống như Khánh lúc nãy nói là có hạnh phúc, thực ra hạnh phúc mỗi người họ có một cái định nghĩa khác nhau hạnh Đúng phúc như rồi, thế nào. đúng Nhưng rồi. mà ở Mekong Capital thì thời gian định nghĩa rất rõ là hạnh phúc hay là viên mãn của nhân viên nó được đo lường bằng bốn điều. Điều thứ nhất, liệu người nhân viên đó người ta có thấy được bản thân họ trong trong cái bức tranh hay là trong cái tương lai của công ty hay không? Có nghĩa rằng là khi họ có thấy rằng là cái việc hiện thực hóa mục tiêu của công ty thì nó sẽ giúp mình hiện thực hóa được cái mục tiêu cá nhân của mình hay không, của mình hay không? Thì đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai rằng là liệu có người nhân viên đó người ta họ có trải nghiệm cái việc họ được tin cậy hay không? Tin cậy trong việc trao giao quyền hay là tin cậy thông qua việc giao quyền hay là tin cậy trong cái thông qua cái việc là họ được quyết định trong cái công việc của họ. Điều thứ ba, Giang đang nói về định nghĩa về về viên mãn và happy ở tại Mekong ha. Cái điều thứ ba là liệu cái người nhân viên này người ta họ có gắn kết với với những cái đồng nghiệp của họ với cái cấp độ là một cái personal connection, có nghĩa là người ta họ gắn kết với cái việc với cái tư cách là cá nhân và cá nhân với nhau, thay vì cái chuyện là gọi là gắn kết với bà Minh Giang là bởi vì bà Minh Giang là sếp tôi hay là tổng giám đốc Xinh không. đẹp. Xin cảm ơn. Xinh Thì đó. Thì đó thì họ họ có thể gắn kết với nhau. Và thậm chí Giang Giang cái này Giang đang chia sẻ Mekong, mà trong một cái lần mà cả 14 công ty CEO của bên Giang mà qua bên Thái Lan, có một cái công ty họ là gọi là một trong những công ty mà gọi là doanh nghiệp hạnh phúc ở Thái Lan, người ta đo lường luôn là cái việc mà từng nhân viên trong cái công ty đó họ quen họ biết nhau nó sâu sắc như thế nào, họ đo lường bằng cái việc đấy luôn. Cho nên đó là một cái trải nghiệm, mà cái trải nghiệm gắn kết thì đó là cái điều thứ ba. Và cái điều cuối cùng đó là cái trải nghiệm, mà trải nghiệm gọi là mỗi nhân viên ở Mekong thì thật ra là như các như chắc một số các bạn hay là những người mà đã từng biết về Mekong thì Mekong rất nổi tiếng trong cái việc mà nhân viên thì ít nhưng mà làm thì rất là nhiều. Tại Và cũng sao? như Giang nghĩ đây là một cái sự lựa chọn và cũng cái cơ hội, tại vì là cái trải nghiệm nó liên quan đến cái trải nghiệm thứ tư, đó là cái trải nghiệm mà họ được thấy họ có cái sự tiến bộ trong công việc. Nếu như mà cứ ngày nào cũng làm một cái việc rất là chỉ giống như recurrent, việc cứ liên tục như thế, họ sẽ không thấy nó có sự tiến bộ. Nhưng nếu như mà cái người nhân viên đó ngày họ có cơ hội để họ như họ đưa ra những sáng kiến mới, hay là họ thử những cái công việc hay là những cái scope of work nó rộng ra hơn á, thì họ sẽ thấy là cái việc là họ họ đang trải nghiệm cái việc họ có tiến bộ trong công việc. Thì quay lại thì nói như Khánh là mỗi một cái doanh nghiệp hay mỗi một người là đều có định nghĩa về hạnh phúc hay viên mãn, nhưng mà ở Mekong Capital thì công ty Mekong Capital thì tụi Giang vẫn xoay quanh ra gọi là bốn cái trải nghiệm đó. Cảm ơn Giang. Chị Lệ, định nghĩa của chị về hạnh phúc là như thế nào? Hạnh phúc của nhân viên là như thế nào? Mình thì thực sự mà nói là mình cũng hiểu rằng hạnh phúc của mỗi người họ sẽ tự định nghĩa hơn là mình tự cho. Mình cũng đề cao cái employee experience, tức là muốn nhân viên họ đi làm là họ hứng thú để đi làm, họ gắn bó và họ nỗ lực, họ tìm tòi những cái góc mới để thể hiện cái tài năng và phát triển bản thân của họ. Và đối với nhân viên của Ellen ấy, để cho các bạn ấy cảm thấy đây là một môi trường mà họ có thể vui vẻ, phấn khích để đi làm và gắn bó, thì chúng tôi cho họ những cái liều gọi là adrenaline, mà tôi nghĩ là cũng hơi khác biệt so với thị trường lao động nói chung. Cái đó là cái gì? Thứ nhất là tụi tôi rất là động viên họ tích cực chủ động trong công việc. Thứ hai là đây là cái ngành về dịch vụ, cho nên phải là những người rất là kiên cường. Và cuối cùng thì chúng tôi làm việc theo đội nhóm, bởi vì cái bản chất công việc như thế, cho nên mọi người phải là những người mà thể hiện cái tinh thần đội nhóm và rất là đáng tin cậy với nhau. Ví dụ như là cái chương trình mới vừa rồi đây này, là các bạn tự làm với nhau, tôi không có influencer, không có có đặt hàng luôn. Họ nói với nhau một cái talk show Leveling Up, gọi là một phiên bản mới của tôi. Và họ chia sẻ với nhau là những người first line manager hoặc là những người mà quản lý trẻ, họ chia sẻ
cái cảm nhận là qua cái mùa COVID này họ đã thay đổi bản thân như thế nào, họ đã ứng xử với những cái khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, những cái thách thức mà khách hàng đóng cửa dự án rồi từ chối, rồi hoặc là một buổi sáng thức dậy thấy tất cả các dự án của mình bị đóng cửa rồi không còn việc gì để làm nữa thì như thế nào, thì tất cả những cái đó họ đã từ đưa ra, từ chia sẻ và tôn vinh nhau, học hỏi lẫn nhau, thì tôi thấy đó là những cái dấu hiệu mà nhân viên thực sự là họ happy để họ làm việc. Vâng, cảm ơn chị Lệ. Hỏi nhanh Giang một chút là nãy Giang có nói về cái chuyện đo lường cái mức độ hạnh phúc á, cái happiness đo lường. Thì ở kinh nghiệm của Giang thì cái cách có những cái cách cụ thể nào để đo lường một cách hiệu quả nhất về chuyện này không? Ở Mekong Capital thì như Giang có nói là bên Giang là sẽ đo lường bằng là đo lường mà qua qua khảo sát thì là mình gọi là pulse survey á, thì là mình là thường là đo lường ở vào gọi là 3 tháng một lần, và mình đo lường và thậm chí là ở Mekong Capital thì tụi Giang có định nghĩa rất rõ luôn cho từng gọi là từ level 0 đến level 5 luôn, làm người cái gọi là cái trải nghiệm của người nhân viên nó trông như thế nào ở level 0 hay là lên level 5. Giang nói ví dụ như là ở level 0 là hay là level 1 đi, cái người nhân viên đó người ta họ trải nghiệm hoặc là người ta gắn bó với công ty chỉ đơn giản là bởi vì là cái đây là cái nơi mà người ta lấy tiền và kiếm tiền vậy thôi. Nó cũng không có sai gì hết, nhưng mà Đúng. cái này nó mình xác định rõ từ level 0 đến level 5 để mình giống như một cái nhiệt kế để mình đo thử là nhân viên của mình đang ở đâu. Còn cái level 3 là cái level mà nhân viên của mình gắn kết ở công ty, bởi vì không phải là do những cái gọi là tự gian hay gọi là nó có một cái khái niệm là intrinsic value và extrinsic value, có nghĩa là những cái giá Là trị bên ngoài, những cái gì? giá trị từ bên ngoài, như mình gắn bó công ty là bởi vì là lương thưởng rồi thăng tiến, đó là những cái gọi là ở bên ngoài. Mình không nói nó sai nhưng mà đó là những cái mà cái gọi là nó những cái yếu tố bên ngoài nó tác động đến cái sự gắn kết của mình, hoặc là cái sự hạnh phúc, cái trải nghiệm của mình ở tại công ty. Nhưng intrinsic value đó là những cái giá trị mà ở bên trong của mỗi người, cái trải nghiệm, ví như là từ intrinsic value giống như lúc nãy Giang có nói là cái giá trị của việc người ta họ được họ 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 trải nghiệm cái việc và họ được tin cậy và được trao quyền, cái gọi là cái cách thức mà hiện tại giờ ở Mekong đo lường. Còn Giang cũng hy vọng là một ngày nào đó giống như là cái công ty bên Thái Lan như Giang có vừa mới tham khảo, Giang có chia sẻ, họ thậm chí là mỗi sáng đó chị Lệ với Khánh biết là họ set up luôn một cái gọi là một cái hệ thống, tại vì họ là có chính họ là họ hơn 1.000 cái cửa hàng và trên chính vùng của Thái Lan rất là đông nhân viên, thì mỗi sáng rất là đơn giản thôi, mỗi sáng khi bạn log in vào cái laptop bạn sẽ trả lời một cái câu hỏi. Giang nói ví dụ cái câu hỏi là bạn có biết là Khánh đó, là khi nào hoặc là đã cưới vợ khi nào rồi đã có mấy con hay không, thì những cái câu hỏi gọi là personal, để mà thì nếu mà nó là mình nói là mình không biết thì rõ ràng thì khi thì họ họ đưa ra một cái visual display luôn, nó hiển thị ra và có cái vùng xanh và vùng đỏ, nghĩa là vùng xanh đó là những cái người nhân viên đó người ta rất là biết rất rõ về nhau, người ta gắn kết với nhau, rồi cái vùng đỏ là hầu như là nhân viên giống như không có giao tiếp, không có nói chuyện và cũng không biết gì về nhau hết, thì đó là chính là một trong những cái cách thức mà Giang nghĩ là đơn giản nhưng mà Giang nghĩ là cũng rất là nhiều các công ty cũng bắt đầu, công ty của bên Giang hay là công ty của Mekong hay các công ty như một đầu tư bắt đầu tìm cách thức để mình đo lường cái chuyện đó. Cảm ơn Giang, đúng thật là các công cụ và các lý thuyết thì có sẵn hết rồi, mà quan trọng là các chủ doanh nghiệp Việt Nam có thực hành nó như thế nào hay không. Và nó lại quay trở lại câu chuyện là gắn kết một cách sâu sắc hơn, không chỉ là công việc bình thường đi làm có lương ha, nhưng bây giờ nó sẽ là một cái tương lai của kỷ nguyên mới, là bây giờ người ta đi làm mà người ta cảm thấy gắn kết rất là sâu sắc với nhân viên, với sếp của Đúng mình, rồi, ở một cái level nó deep inside hơn một chút xíu, chứ không chỉ là đi làm và làm tốt công việc nhiệm vụ chuyên môn được giao nữa. Cái điều đó nó làm khiến cho có một cái xu hướng bây giờ là sau cái đợt dịch này rồi, nhờ một cái đợt khủng hoảng này, thì chủ doanh nghiệp ngoài cái chuyện vật chất tiền bạc thì phải quan tâm nhiều hơn đến tinh thần của nhân viên. Và một cái khái niệm đang rất là xu thế hiện nay đó là gọi là mental health, tức là những cái sức khỏe tinh thần. Và đây sẽ là một cái trend của cả thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam. Sau một cái đợt khủng hoảng, bắt đầu người ta nhận ra nhiều hơn, hiểu hơn về chính mình, và như nãy chị Lệ có nói là một cái phiên bản mới của chính mình và cần một cái sự connect, sự kết nối sâu sắc hơn với lại doanh nghiệp. Thì ở đây chị Lệ thấy theo cái trải nghiệm của chị về cái chuyện là chủ doanh nghiệp mà bây giờ lo cho cái chuyện tinh thần của nhân viên đó trong thời gian sắp tới, liệu đây có sẽ là cái thử thách cho chủ doanh nghiệp hay không, và liệu họ sẽ làm như thế nào?
để có thể quan tâm tốt hơn đến cuộc sống tinh thần của nhân viên, chứ không chỉ là chuyện là chuyên môn công việc và lương bổng nữa, mà làm sao để kết nối một cách sâu sắc hơn nữa như Giang vừa nói. Cả những cái cách mà chúng tôi làm là cố gắng để đưa ra những chính sách và môi trường, mình là mình tạo ra một môi trường. Môi trường có thể là chính sách, có thể là quy định, mà cũng có thể là những con người đại diện cho cái tiếng nói và cái văn hóa đấy, để có thể lan tỏa tới nhiều bạn nhân viên trong nhiều nơi hơn. Và trong cái mùa mà giãn cách chẳng hạn, thì chúng tôi nghĩ ra một hai cách, ví dụ như là gửi những cái thùng rau quả được đóng gói hộp rất là đẹp đến nhà từng nhân viên trong lúc mùa giãn cách mà không chờ bổ gì cả. Mọi người cảm thấy đấy, cái món quà quá wow luôn đó, và chụp hình post Facebook rồi. Ví dụ bình thường trung thu mà có bánh thì thấy không có mê gì hết vì sợ béo, nhưng mà năm nay mỗi nhà là nhân viên được một cái hộp bánh trung thu thì quá quý. Mà chúng tôi cố gắng làm những chuyện nhỏ nhỏ như vậy, nhưng vào đúng thời điểm, đúng mâm trời. Những món quà tuy là nhỏ về vật chất nhưng mà rất lợi về mặt tinh thần, đặc biệt trong những lúc này. Giang nghĩ sao về những cái chính sách mà chăm sóc về đời sống tinh thần của nhân viên cho cái xu hướng tương lai hiện tại của cái gọi là tương lai của công việc như thế này ở góc độ người làm nhân sự? Mình sẽ xác định là cái đối tượng của mình là cái người nhân viên thì họ cần chăm sóc về sức khỏe tinh thần, nhưng mà cụ thể là họ cần cái điều gì, cái tinh thần gì. Tại vì nhiều tìm người chủ thì có thể nghĩ rằng là cái tinh thần này là có thể là tinh thần, và Giang nghĩ phải tùy vào từng cái doanh nghiệp nữa. Nếu như mà ở trong cái tình huống gọi là ở Covid hiện tại, như Giang nói là cái tinh thần đầu tiên đó là cái tinh thần, cái sự an toàn, cái trải nghiệm an toàn, cái bây giờ phải được trải nghiệm cái sự an toàn, thì những cái phương thức nào để mà mình có thể chăm sóc sức khỏe về cái việc đấy, có thể thông qua bằng cái bằng những cái lời chia sẻ, thông qua những cái lời ghi nhận, lời biết ơn về cái những cái hành động người ta đang làm, hay là thông qua những cái chính sách như chị Lệ lúc nãy có chia sẻ, có những chính sách, những cái môi trường để mà họ cảm thấy là được an toàn ở tại cái tổ chức này. An toàn đây Giang đang nói là về tinh thần đấy nha, chứ đương nhiên là đi làm rồi đâu có ai mà cắn hay là làm gì mình đâu, mà để mà an toàn. Và cái thứ hai nữa là như Giang nói là quay lại cái chuyện là qua cái đợt này thì mình, Giang nghĩ là một cái cú wake up, một cái cú mà gọi là giống như khiến cho cái nhiều chủ doanh nghiệp phải suy nghĩ lại là liệu rằng cái văn hóa mà mình đang theo đuổi, mình đang xây dựng có giúp mình đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra hay không. Mình có COVID-19, ai biết được mình sẽ có COVID-20, COVID-21. Cái chuyện đó là cái chuyện không chắc chắn. Vậy thì làm sao để mà mình có thể chuẩn bị, gọi là chuẩn bị về tinh thần cho nhân viên, cho đội nhóm của mình, mà để mà họ luôn trong cái tư thế họ sẵn sàng, cũng như là Giang nói lúc nãy là cái gọi là cái văn hóa, một trong những cái văn hóa là văn hóa thích nghi nhỏ nhất như thế thôi, nhưng mà làm sao để mà mình nuôi dưỡng nó sống và nó hiện diện trong từ cái việc mà mình tuyển dụng người, mình đào tạo, mình phát triển và mình giữ được những cái con người đó. Giá trị vô hình đôi khi chỉ một cái lời hỏi thăm của sếp với nhân viên là em có ổn không, hoặc là một cái câu hỏi gì đó mà nó hơi cá nhân một tí để hiểu nhau hơn. Bình thường là chỉ có công việc thôi, còn bây giờ nó gắn kết hơn ở góc độ cá nhân, thì đó là những cái khía cạnh về tinh thần mà có thể từ trước đến nay chúng ta đôi khi chúng ta xem nhẹ. Giang nói ví dụ như trong cái đợt dịch vừa rồi á, là tất cả các hầu không không phải tất cả các doanh nghiệp, nhưng mà Giang nghĩ là hầu hết các doanh nghiệp của Mekong và tất cả các CEO và founder đều chú trọng đến văn hóa gọi là văn hóa biết ơn. Gratitude, biết ơn và ghi nhận. Mà đặc biệt cái điều này ở người Việt Nam mình nha, rất khó để mình nói cái lời ghi nhận và lời biết ơn. Nhưng Giang nhớ là có một cái gọi là một cái câu chuyện đó, là ở trong đội ngũ của Nhất Tính là xuyên suốt luôn, là trong mấy tháng đó như là họ đều có những cái hoạt động để mà ghi nhận và biết ơn. Ghi nhận và biết ơn. Và Khánh và chị Lệ có thể tưởng tượng là cái người sếp trực tiếp của mình, họ ghi nhận biết ơn một cách đông đảo trước mặt tất cả mọi người và trên cái kênh truyền thông chính của nội bộ. Tôi ghi nhận và biết ơn anh A là đã chọn và sống với cái giá trị gọi là chiến đấu của công ty, khi mà hiện tại giờ là vợ thì mới đẻ con, nhưng mà anh cũng sẵn sàng lựa chọn để mà đi ra chiến trường, để cùng gọi là ôm cái xe để mà gọi là gần xuyên suốt là gần 2-3 tháng này không về nhà đó.
Thì với khi mà anh làm như vậy thì thật ra là đối với bản thân tôi cảm thấy rằng là tôi được truyền cảm hứng và tôi cảm thấy rất là biết ơn cái người đồng đội này. Thì chỉ một cái lời ghi nhận và biết ơn như vậy nhưng lại có thể giúp cho người ta hai việc. Người ta vừa trải nghiệm cái sự gắn kết, đúng không? Nó nghĩa quay lại Giang nói đó. Trải nghiệm gắn kết chứ. Nhưng có một người người sếp trực tiếp mình ghi nhận. Và cái trải nghiệm thứ hai là cái trải nghiệm cái sự tiến bộ. Tại vì họ thấy rằng là họ có tiến bộ trong công việc. Tôi những cái thứ tôi đang làm nó đang đem lại hiệu quả. Thì Giang nói đó là một cái hành vi hay một cái hành động nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà có thể đem lại cái tác động, gọi là cái ảnh hưởng về tinh thần. Và cái đó nó có tốn tiền không? Xin thưa là không có tốn tiền. Không có tốn bao nhiêu hết mà cũng chẳng có tốn thời gian. Nghe như có vẻ là với cái văn hóa Á Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng về cái sự kết nối, cái tình cảm, cái cộng đồng thì có lẽ những cái chuyện này mình có thể làm dễ hơn, đúng không? Chính xác. Và cái chuyện là sau một thời gian dài và chắc chắn như nãy Giang có nói rồi, COVID-19 rồi chắc chắn không dừng lại, còn COVID-20 còn tiếp tục, chúng ta còn sống chung với COVID rất lâu và những cái chủng mới và cũng không biết được tương lai sẽ như thế nào với cái dịch bệnh như thế này. Cho nên là có lẽ là work from home hoặc là những cái cách thay đổi về cách giao tiếp làm việc cũng sẽ hoàn toàn thay đổi trong tương lai. Và sau một thời gian work from home thì xem nhà là văn phòng. Thì bây giờ có vẻ là người ta dù mọi thứ nó dễ chịu hơn một chút khi chúng ta có thể quay trở lại văn phòng để sống chung với dịch rồi. Nhưng liệu trong tương lai người ta sẽ định hình lại cái môi trường làm việc trước khi mà work from home bắt đầu quen với chuyện là nhà là văn phòng rồi. Thì liệu trong tương lai người ta sẽ biến văn phòng giống như một cái cảm giác như ở nhà không? À, liệu có thể là một cái tương lai của công việc là sẽ như vậy không? Giang nghĩ sao? Sắp tới đây sẽ có một cái sự biến chuyển rất là nhiều về về gọi là về không gian làm việc. Nhưng lúc này là cái việc mà không phải cần nhất thiết là mình sẽ phải gặp trực tiếp hay là cần phải đến văn phòng nữa. Và Giang cũng biết là có rất là nhiều tập đoàn lớn, kể cả ở Việt Nam hay ở thế giới, là họ cho nhân viên họ là work from home permanent, nghĩa là làm việc ở nhà là mãi cả đời luôn á, vĩnh viễn luôn rồi đó. Thì rất là nhiều doanh nghiệp, thì cái đây đó là một cái sự thay đổi rất là lớn. Thì lúc này đòi hỏi cái người mà làm về nhân sự hay là làm về văn hóa doanh nghiệp lại phải thay đổi theo và phải thích nghi theo. Tại vì lúc trước là những cái hoạt động về gắn kết, về con người, về mọi thứ mình làm offline. Nhưng đúng mà rồi. Bây giờ mọi thứ nó phải lên online thì đòi hỏi là mình sẽ phải thích nghi theo. Thích nghi để mà làm sao mà cái người nhân viên đó, giống như Khánh lúc nãy nói, là họ sẽ không có bị lệ thuộc về không gian làm việc. Và lúc này nó sẽ mở ra cho rất là nhiều vị trí có thể rằng là không cần thiết là phải có mặt ngay tại văn phòng một cách vật lý học, gọi là physically, mà có thể ở bất kỳ nơi đâu họ vẫn có thể làm việc được. Là cái điều đó là cái điều chắc chắn là Giang nghĩ là sau đợt Covid này là chắc chắn là mình sẽ rất nhiều công ty sẽ theo cái hướng đấy. Và bản thân Mekong như là bây giờ hiện tại giờ là Mekong cũng đang gọi là cho mọi người có sự lựa chọn luôn, là các bạn có thể chọn để mà các bạn đi làm, hoặc là các bạn có thể chọn là các bạn ở nhà. Thì cái đó là một cái sự thay đổi. Và cái thứ hai nữa là như là Giang vừa mới chia sẻ, là cái người về làm về nhân sự, về văn hóa là hoàn toàn là phải thích nghi và phải thay đổi và phải đưa ra rất là nhiều những cái chính sách và cũng như là những cái hoạt động mà để phù hợp cho cái người làm việc ở nhà. Giống đúng như rồi. Giống như Giang nói là giống như Giang nói ở Mekong Capital, như hiện tại giờ là bắt đầu là nghĩ đến cái việc là từ những cái chuyện mà đơn giản nhất là làm sao mà cái internet ở nhà của các bạn phải đảm bảo internet ở nhà của các bạn là phải đảm bảo rằng là không có bị đứt đoạn. Từ những cái chuyện đó nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà bắt buộc là mình sẽ phải nghĩ đến cái việc làm sao mà họ vẫn có thể tạo ra được cái kết quả công việc và đem lại cái năng suất tốt nhất mà không có bị lệ thuộc vào cái không gian làm việc. Và còn cái bản thân của người nhân sự thì bây giờ làm sao mình vẫn duy trì cái sự gắn kết, cái sự gọi là cái trải nghiệm của cái sự gắn kết, trải nghiệm của cái autonomy, trải nghiệm cái việc mà người ta được tin cậy mặc dù người ta không có gặp mình trực tiếp. Mình nghĩ là cái xu hướng mà làm việc tại nhà, làm việc hybrid sẽ là lên ngôi, bởi vì không có lý do gì mà mọi người lại không làm một cái việc mà người ta cảm thấy sung sướng như thế, đúng không? Và ngay cả L&A thì bây giờ chúng tôi cũng đang phải tái tổ chức lại cơ sở hạ tầng và rà lại kiến trúc thượng tầng để cho phù hợp với cái môi trường bình thường mới này, quản lý cái công việc theo một cách khác.
Và thực sự mà nói, nếu mà làm from home, làm từ xa, làm hybrid như vậy thì có nhiều cái việc phải thay đổi lắm. Ví dụ như văn phòng bây giờ có lẽ là phải trả đi một ít, rồi có phải làm những cái khu gọi là dedicated table, là những cái bàn mà để các bạn mà luôn luôn vô văn phòng. Nhưng có cái khu là giống như là cái khu ngồi chung, và ai vô văn phòng thì bưng cái laptop vô ngồi, gọi là visitor hay visiting workstation, những cái vị trí bàn mà ai vô đó làm thì ngồi đó làm, xong rồi hôm sau người khác lại vô đó. Thì đó là những cái tôi đang đặt ra câu hỏi và các bạn ở trong công ty đang phải giải quyết. Còn nếu mà Quốc Khánh hỏi rằng là cái việc quản lý nhân lực trong tương lai nó như thế nào á, thì mình có mấy cái từ khóa thôi. Thứ nhất là cái người làm quản trị nhân sự á, là cũng phải linh hoạt, tại vì tổ chức nó đang ở trong một môi trường VUCA như vậy, thì cái việc điều hành công việc á, nó phải uyển chuyển, và nó như mình thường nói uyển chuyển như nước, nhưng mà mạnh mẽ như nước. Chắc các bạn cũng biết là tia nước có thể cắt được thép đúng không, cho nên uyển chuyển như nước mà cũng mạnh mẽ như nước. Thứ hai là phải tỉnh thức, người làm nhân sự bây giờ đây phải tỉnh thức, để mà nói như Minh Giang á, là xa mặt mà không cách lòng, và sâu sát hơn để nắm được tâm tư anh chị em. Và tốc độ thay đổi kiểu như thế này chúng ta phải tốc độ thôi, cũng có cách gì khác nữa. Và người làm nhân sự hồi trước giờ là đội cuốn sổ luật trên đầu, cho nên rất là cẩn trọng. Đa phần là các bạn sẽ là phải suy nghĩ cẩn thận gấp 4 lần người khác. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ mùa này phải rất là tốc độ, vì mọi sự thứ đang được thay đổi rất là thường xuyên và rất là nhanh chóng, và táo bạo nữa. Tức là ra quyết định phải quyết liệt, nhanh gọn mà mang tính đột phá, chứ không thể nào là nhấp nhả hay sợ hãi. Và cái cuối là tôi nghĩ cái người làm nhân sự bây giờ phải có một cái nhìn xa hơn về tương lai, phải định hướng xa hơn về tương lai, bởi vì rất là nhiều việc xảy ra trong tương lai, tự động hóa vân vân. Thì như vậy chúng ta sẽ phải nghĩ tới cái câu chuyện đào tạo, tái đào tạo sao cho phù hợp doanh nghiệp chẳng hạn. Thì đó là những cái mà nó từ ập tới cùng với Covid. Mặc dù nó trước giờ nó còn phải như vậy rồi, nhưng bây giờ nó ập tới, nó đi nhanh hơn, và nó đòi hỏi phải xử lý một cách dứt dạc, quyết liệt hơn. Thì có thể là các bạn làm nhân sự, các cái nhà quản lý sẽ phải cảnh tỉnh với cái tốc độ và cường độ của nó. Không chỉ là người làm nhân sự mà cả các cấp độ quản trị khác nữa, như lúc nãy chị Giang và chị Lệ có nói, và nghe chị Lệ và Giang nói thì làm em liên tưởng và kết nối lại được một cái ý lúc nãy chị Lệ nhấn mạnh rất nhiều lần, đó là cái sự trao quyền. Bởi vì nếu mà work from home, làm từ xa, mà cái công ty nào mà có văn hóa trao quyền mạnh đó, thì có vẻ như là ít bị ảnh hưởng khi mà mình không có cần thiết phải phải liên tục liên lạc giao tiếp. Công ty mà cái văn hóa babysit, văn hóa chăm em mạnh đó, thì là work from home thì kẹt, cái gì cũng phải liên lạc giao tiếp. Còn đã giao quyền rồi thì có sự chủ động hơn, và ở đây là mình giao quyền xong mình lại kết nối dân sâu sắc với nhân viên, với người lao động của mình hơn, ở cái tầng sâu hơn, để họ họ trung thành với mình, và kết nối bằng tinh thần, mà kết nối bằng cái gì đó nó rất là sâu, chứ không chỉ là qua công việc hơn nữa. Và khi mà bắt đầu thực hiện cái cuộc thảo luận này thì cái ý định ban đầu là đặt câu hỏi, là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là làm sao để giữ chân nhân tài trong cái thời kỳ biến động. Nhưng sau cái cuộc trao đổi với chị Lệ và Giang thì thấy ra là câu hỏi ở đây là phải là lãnh đạo có thực sự muốn làm điều đó hay không, như lúc nãy Giang có nhấn mạnh, có thực sự muốn làm hay không. Còn còn các công cụ, các lý thuyết, các bài học, các những cái case của cả Việt Nam và thế giới chúng ta cũng đã có sẵn rồi, ở đây là lãnh đạo có thực sự muốn làm nó hay không. Và Đúng rồi. phải tự hỏi mình là chúng ta có thực sự là một lãnh đạo có kỹ năng và có thực sự muốn làm nó hay không, và có dám thay đổi hay không. Bởi vì đây là một kỷ nguyên của sự biến động, và cái vai trò của văn hóa doanh nghiệp nó cực kỳ quan trọng. Cái tinh thần, cái sự trao quyền cho nhân viên, và bây giờ là cái xu hướng về kết nối sâu sắc hơn với nhân viên. Không chỉ là chuyện chuyên môn, chuyện tiền lương, mà ở đây là cái tinh thần và cái sự kết nối sâu sắc. Và với cái văn hóa gọi là tính cộng đồng của Việt Nam, và một cái gì đó nó thiên về cảm xúc, tình yêu thương, thì tại sao chúng ta không tận dụng thế mạnh này để chúng ta vượt qua được cái Covid bằng cái cách rất là Việt Nam. Đôi khi là sếp nước ngoài chưa chắc làm được. Cho nên là một lần nữa rất là cảm ơn chị Lệ và Giang đã chia sẻ. Hy vọng là qua cái cuộc thảo luận ngày hôm nay thì quý vị khán giả, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, chúng ta sẽ được nhắc nhở lại một lần nữa về những cái kiến thức quản trị liên quan tới nhân sự. Đâu đó không có phải gì là quá phức tạp,
mà chúng ta đều được biết cả rồi. Quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không và làm như thế nào. Và đây là cái dịp để chúng ta làm mới mình, làm mới doanh nghiệp và định hình lại cái phong cách lãnh đạo và quản trị trong cái kỷ nguyên sắp tới. Đó là phải tạo ra một cái văn hóa kết nối sâu sắc hơn với nhân viên, chăm lo tốt hơn về mặt tinh thần và giữ chân nhân viên bằng cái sự kết nối đó và cho họ thấy được là họ là một phần của tương lai của doanh nghiệp. Thì cái sự kết nối đó nó sẽ bền vững hơn, nó sẽ giúp mình trụ qua bất kỳ cơn bão nào. Chứ còn không thì không có bão thì cũng chết. Dạ đúng không? Một lần nữa xin cảm ơn Viện Kinh doanh Crimson CBI là đối tác chính của Harvard Business Publishing và lần đầu tiên giới thiệu chương trình Mini MBA trực thực chiến chuẩn Harvard tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn Giang và chị Lệ rất nhiều ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.